Hello, xin chào các bạn, mình là Hải Đăng đây. Trong video ngày hôm nay, Đăng sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái truyện phiêu lưu cũng rất là hay, tên là Đảo Dấu Vàng, mà tiếng Anh là Treasure Island. Thì Đăng sẽ tóm tắt sâu cho các bạn với cuốn này. Thì cái cuốn này nó kể về một cậu bé tên là Jim. Thì một hôm thì khi mà Jim đang ở trong quán một cái quán ăn á, thì Jim mới thấy một ông cướp biển tên là Billy. Thì ông đó ông nói là ông biết một ông có bản đồ và ông biết một cái hòn đảo có dấu vàng, bởi vì là vàng ở đó là vàng của những tên cướp biển hồi xưa mà chôn cất ở dưới cái hòn đảo đó. Nên là khi Billy chết thì mọi người bắt đầu là tới nhà ông và lục soạn trong tài liệu của ông, kiếm được cái bản đồ. Và mọi người bắt đầu bàn tán về tin đó, và bắt đầu là những người mà muốn lấy kho báu, muốn là mua thuyền chạy ra tới cái đi ra tới hòn đảo đó và đào 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 những cái hố to to lên để tìm cái kho báu. Thì Jim cũng muốn tìm kho báu để làm cho gia đình mình giàu hơn. Thì là muốn là tại gia đình mình quá nghèo rồi, nên Jim là muốn mang nguồn kho báu về để cho gia đình mình giàu hơn. Nên là một hôm thì Jim đi với những người đồng hành, và khi mà Jim đi thì Jim mới bị lạc vào một cái hòn đảo đó, và tất cả mọi người trên tàu thì xuống và xây một cái pháo đài bỏ trong đó để chờ thời cơ thích hợp để mình có thể đi tiếp và đi săn lùng kho báu tiếp. Thì khi mà tới hòn đảo rồi thì một tối hôm nọ thì cả đoàn đang uống rượu và ăn cơm tối, thì đột nhiên nghe những tiếng súng bên ngoài và nhìn ra những cái lỗ để chọc cái súng vô để bắn. Nó nhìn ra những cái lỗ thì thấy những cái tên cướp biển đang tiến vào cái pháo đài của mình, nên là từ bên trong là Jim và những người khác chọc cái súng vào cái lỗ đó và bắn những tên cướp biển bên ngoài. Nhưng mà không may thì có vài tên thông minh hơn né được và leo lên cái pháo đài đó và nhảy vào trong. Thì khi mà những chúng nhảy vô bất ngờ quá, nên là mọi người bên trong là không có kịp đỡ hay là kịp lấy súng bắn, nên là lấy tên cướp biển nó đã vô và bắt và giết hai ba người trong đoàn. Và sau cái cuộc chiến đó thì cả đoàn rất là bực, bởi vì là trên hòn đảo này vắng hoe mà cũng có cướp biển, nên là bây giờ là cả đoàn rất là cẩn thận. Nếu mà chừng nào có tên cướp biển đầu tới thì cả đoàn phải một người phải ra hiệu và cả đoàn tới bắn tên cướp biển đó. Thì Alexander hiện giờ đang là thuyền trưởng, nhưng mà sau vài tháng kẹt trên đảo thì là Silver lên làm thuyền trưởng. Thì Silver bị cụt một chân và có con quạ tên là Flit ở trên vai. Thì Flit cũng là tên cướp biển mà đã chôn cất vàng ở trong hòn đảo đó. Và khi mà cả đoàn nhận là hòn đảo mình đang ở trên là hòn đảo dấu vàng, nên là cả đoàn bắt đầu chia ra để đi tìm kho báu. Và khi mà tới cái chỗ, khi mà trên thuyền á, khi mà một người trên đoàn thuyền á ném một cái tờ giấy gì đó xuống đất, nên Jim mới bò tới và nhặt lên và mở ra. Và Jim mới rất là bất ngờ, bởi vì đó là cái bản đồ để chỉ đến cái điểm dấu vàng. Và khi mà cả đoàn biết được thì cầm cái bản đồ đi và đi tìm vàng. Khi mà tới chỗ đó thì có một cái lỗ rất to, và cả đoàn nhìn xuống thì không thấy vàng đâu, chỉ có hai ba đồng tiền vàng rớt xuống thôi. Và cả đoàn nghĩ là đó là cái lỗ đó chắc là đã có người đào mất vàng rồi, nên là cả đoàn định đi về. Nhưng mà khi đang đi lên tàu để đi về á, thì có một người trong đoàn nói là tôi đã tìm được kho báu và kho báu đang ở trong kho. Cái thuyền trưởng Silver nói thật ư, nhưng mà anh tìm bằng cách nào? Cái anh đó mới nói là một buổi sáng nọ tôi đi dạo trong cái đảo đó một mình, và khi tới thì thấy có một bộ xương.
Thì cái bộ xương đó, tôi nghe người ta đồn rằng đó là cái bộ xương của người chỉ đường. Và khi ấy thì cái bộ xương nó nằm dưới gốc cây thông. Và lúc đó thì tôi có cầm theo một cái xẻng là tôi đào ở một cái lỗ dưới gốc cây thông, thì tôi đã thấy rất là nhiều và vàng bạc châu báu, nên là tôi mới vác cái đó vào kho của tôi. Và khi đã biết tin vậy thì tất cả mọi người đều vào kho lấy vàng ra đà và đặt lên thuyền và đi về. Khi mà về tới thị trấn thì mọi người rất là vui mừng khi đã có được cái đàn đó, tìm ra được kho báu. Và Jim thì một mỗi người trong đó thì được thưởng 1 vạn đồng tiền vàng. Thì khi mà từ khi đó thì Silver đã cao chạy Silver đã chạy mất. Và từ đó đến nay thì mình không còn ai nghe gì về tin tức về Silver nữa. Và mọi người rất là vui mừng. Cuối cùng thì Jim đã mang được tiền về cho gia đình của Jim. Và tối khi Jim ngủ thì Jim đã mơ về thuyền trưởng Fritz đã giấu vàng. Và khi mà tỉnh dậy thì Jim vẫn nghe vang bên tai lời của con vẹt Fritz nói là gì ta, nghe là nghe được tiếng con vẹt Fritz nói vang bên tai. Và đang đọc xong cuốn này rồi, đang chấm nó 5 sao bởi vì nó rất là hay và lôi cuốn. Nếu mà bạn nào thích những cái truyện phiêu lưu á thì hãy mua cái cuốn Đã Giấu Vàng này về đọc. Và đây là phần cuối của video rồi. Nếu bạn nào thấy video của Đăng hay, đừng quên bấm cho Đăng một like, một subscribe, một share để ủng hộ làm thật nhiều video mới lên nha. Tạm biệt các bạn.